Mới có một chị ấy gọi cho Hùng, nói là Hùng ơi, bây giờ là chị bị người ta nhắn tin là chiều nay ấy, 4 giờ, 4 giờ nó sẽ xuống bắt con chị, và nó nói đúng tên của con chị luôn. Nó nhắn rõ ràng luôn là thằng Bin với thằng Bon ấy, đi học về chưa. Thì chị này chị mới nhắn là ai đó, có chuyện gì, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Thế thì nó nói là gọi lại ngay cho tôi, không là ngày mai có chuyện lớn. Ghê không chị? Cái chị đó chị rất là lo nên chị gọi cho tôi. Thế tôi kiểm tra tin nhắn, tôi mới lấy số điện thoại các anh chị. Tôi check ra. À, check ra hóa ra là của tụi Robocat. Check số điện thoại ra, hóa ra là tụi Robocat. Tôi mới thử nhắn tin lại, tôi bảo là đang ở ngã tư này, ra đi. Im luôn, không thấy cái gì hết. Thế thì khoảng 1 tiếng sau á, nó lại nhắn cho cái chị này, bảo là đừng có nhờ ai hết, không làm gì được đâu. Chị này không nhắn tin luôn. Tôi nhắn thêm một tin nữa, tôi bảo á, liệu hồn đó, coi cái mạng của tụi mày giữ không được đâu. Tiền á thì của người khác, của cái bọn Trung Quốc ấy kìa, còn mạng á thì của chúng mày. Đừng có nhắn, tao nhắn nhủ với mấy thằng áp tụi mày nè, đừng có nhắn nha. Xuống nhà đi, tao hầu. Còn ba cái trò này này, Hùng nói với mọi người luôn nha. Ai là cái người nhắn tin đó? Chẳng qua là chỉ mấy đứa con gái phọt phẹt 18 đôi mươi không hiểu chuyện đi đòi nợ cho tụi áp thôi. Nhắn tin dọa, dọa ai? Bản lĩnh ấy, thì xuống nhà mà lấy tiền nha. Riêng cái tụi áp tụi mày ta nói luôn này, bản lĩnh xuống nhà mà lấy tiền. Thích cái gì cũng chiều hết, không phải nói phép. Ok, đủ năng lực xuống, tao sẽ là người gửi tiền cho chúng mày. Còn không đủ á thì đừng có dọa. Và tôi thưa các anh chị này, các anh chị lỡ nếu mà ai mà nhận được những tin nhắn đó nha, tôi tiết lộ cho anh chị luôn, ở đầu bên kia chỉ là mấy đứa con gái vớ vẩn, hoặc là mấy thằng, tôi nói thẳng không phải là nói chuyện này nọ, mấy đứa trẻ con vớ vẩn 18 20 tuổi nhắn tin cho anh chị thôi. Không phải lo cái chuyện đấy nhá. Còn riêng Hùng ở đây, Hùng nói với anh chị này, Hùng đi ra ngoài xã hội lâu rồi, bao nhiêu chuyện cũng trải, đòi nợ cũng đi rồi, là con nợ cũng là con nợ rồi, là ông chủ cũng là ông chủ rồi, là mà thằng đầy tớ đi dọn vệ sinh cũng là thằng dọn vệ sinh rồi. Hùng đủ biết và đủ nhận định là họ là ai. Bản thân anh em xã hội tụi tôi nói thẳng, tụi tôi đấy nha, đi ra ngoài đòi nợ không bao giờ làm ba cái trò mèo này đó. Không phải nhắn tin, xuống thẳng nhà, đứng ở đầu ngõ mà gọi điện vào, chị ra mở cửa tụi em vào. Như thế nếu mà xác định mà lấy nợ, còn nhắn tin làm gì, dọa ai, dọa ma. Nên các anh chị không phải lo. Còn hiện tại ấy thì tôi nói với anh chị, bọn app này nó biến tướng, đặc biệt là level mà check thông tin ấy nó cao rồi. Tại sao nó lại biết thằng Bin với thằng Bo? Tại sao nó có thể đọc được cái căn nhà là màu vàng, căn nhà màu trắng? Tôi cho các anh chị coi nha, tôi cho các anh chị một cái phần mềm đơn giản, đơn giản lắm. Cái việc mà biết vị trí nhà của anh chị, tôi nói với anh chị này, anh chị cứ gọi cho tôi một cuộc điện thoại thôi, gọi cho tôi một cuộc điện thoại thôi, tôi check một phát là ra ngay, tôi check một phát là ra vị trí, tôi check một phát là ra một cái vị trí của các anh chị luôn. Tôi nói này, tôi cho anh chị coi thử nha, cho anh chị coi thử thôi, check một cái là ra vị trí, ra nhà luôn, ra màu nhà luôn. Yeah, anh chị muốn không? Đây, các anh chị muốn không ạ? Anh chị đợi tôi chút. Các anh chị đợi tôi chút nha, tôi cho anh chị thấy để các anh chị bớt lo đi. Ba cái đồ yêu này check một phát là xuống thôi nha. Muốn biết màu nhà gì? Đây này, đúng không ạ? Muốn biết vị trí nhà đúng không? Này, nhìn đây anh chị, đây là cái một cái mép về về vị trí, về từng từng số cửa nhà, màu nhà luôn, màu nhà này.
Đây này, nhà anh chị gần cái gì xin lỗi luôn, có bao nhiêu cây nói luôn này. À, càng zoom càng ấy. Đơn giản. Còn tôi nói với anh chị ấy, thông qua cái sim mà các anh chị gọi cho ai đó, kiểm tra thông tin thuê bao là ra thôi. Đơn giản lắm. Trời, cái này tôi nói sai đi liền luôn. Từ vệ tinh bắn từ trên kia xuống, nên tôi nói luôn cái level của tụi app bây giờ nó cao rồi. Thứ nhất, thông qua cái điện thoại của các anh chị, thông qua cái sim của anh chị vay ấy, là nó biết. Hiện tại tôi nói thật với anh chị, tôi xử lý app hơi bị nhiều, tôi không muốn công bố lên đây làm gì cả. Nhưng mà trường hợp nào đáng thì tôi làm thôi, chả muốn công bố làm gì hết nhá. Không muốn công bố. Và tôi cũng muốn nói với anh chị là cái vấn đề app nó cũng nhạy cảm. Tôi không công khai bởi vì sao? Ai nhờ tôi làm thôi. Tôi không bao giờ tôi công khai trên mạng làm gì là tôi nhờ ai, giúp ai cả. Các anh chị biết là tụi nó mất tiền, tụi nó sót chứ. Có bao nhiêu app nó dọa cho tôi nói thẳng luôn, bao nhiêu app, có biết bao nhiêu app nó dọa, nó tìm đến nhà rồi đó. Tìm đến nhà tôi rồi đó. Và tôi xác định rồi. Chỗ khác còn chưa sợ, sợ gì tụi app này. Tìm sợ, chỉ sợ là không có mạng mang về thôi, tôi nói thẳng luôn. Tìm đến thằng Hùng này, sợ tụi mày không có mạng mang về. Bởi vì bây giờ tao nói với tụi mày nghe này. Dân người ta khổ, người ta vay, đồng ý là vay vào là phải trả. Tao không phải là lúc nào tao cũng giúp, tao nói với tụi áo tụi mày. Ai mới vay lần đầu đừng có tìm đến đây. Vay 5-10 triệu đừng có tìm, mất thời gian lắm. Nhưng mà họ đã vay trả vài lần rồi thì ok, giúp. Cũng tùy theo hoàn cảnh thôi, đôi khi họ mới vay họ không trả được. Nhưng mà nhà có đau thương rồi, dịch giá hoặc thế nào đó, xin không cho thì xử. Quan điểm rõ, xin không cho thì xử. Thì hôm nay tôi làm video ngắn gọn thôi, tôi muốn cho anh chị biết bản chất cái người đang đòi anh chị là ai. Bản chất cái anh chị là cái người mà nhắn tin anh chị là ai, để anh chị bất sợ. Nhiều anh chị tôi nói xin lỗi luôn, đọc cái tin nhắn nó, đọc xong cái tin nhắn nó là đái ra quần luôn, chứ đừng có nói chuyện nữa, đái ra quần luôn. Tôi nói thật, tôi mà không biết được cái sự thật như thế thì tôi cũng đái ra quần. Đồ má tự nhiên, con tên cướm côn, cướm tên cún cơm của con mình biết luôn. Con mình học trường nào biết luôn, mình ở đâu mình biết luôn. Tôi nói con học trường nào nó biết là sao? Do anh chị đi đón con theo cái hệ thống mà nó gắn vào của anh chị ấy, nó tìm. Nó biết thôi, các anh chị ở đâu nó chả biết. Tôi đã phải gỡ cho bao nhiêu người đầu hết đầu rồi, đúng không ạ? Thôi tôi có việc rồi, tôi xin phép video dừng ở đây. Alo. Có việc gì nói? Dạ, em cần anh tư vấn. Thì nói đi. Dạ, tại em hồi 2 tháng trước anh có dạy bên mấy cái app trên mạng. App đúng không? Đó. Anh giờ tổng nợ bao nhiêu? Dạ, khoảng 200 mấy à. 200 mấy chục triệu à? Anh vay là... Anh vay là có gia đình anh có biết không? Dạ, biết anh. Rồi mà anh vay vì sao anh vay nhiều thế? Dạ lúc đầu vay chỉ có 5 triệu mà anh, mà tới ngày đóng 7 ngày tới ngày đóng hạn em không đủ tiền đóng cái app này đáp app kia mà. Tại sao cái đến cái ngày đó mình phải xác định ấy, mình cũng phải xác định cái hôm mình vay, mình xác định là hôm sau có tiền trả mình mới vay chứ đâm đầu vô đấy làm gì? Dạ tại lúc đó anh bị tai nạn, anh nằm bệnh viện rồi không có ấy, đâu có đi làm được đâu anh. Anh bị tai nạn rồi, tôi hỏi anh này, anh bị tai nạn, đồng ý là tai nạn. Nhưng mà tôi nói anh nhé, bây giờ nếu mà không có tụi app đó là anh chết hả? Tai nạn thì có bảo hiểm, đúng không? Có những khoản tiền dự trữ của mình, đi vay bạn bè hàng xóm mắc mớ thì đi vay tụi app làm gì? Trong cuộc sống đi làm thì mình phải ráng tiết kiệm tiền để trong túi. Dạ. Tôi nói thật, hôm đấy tôi không phải là anh tai nạn mà là con anh đi. Hoặc là có cái bệnh gì mà cao hơn nữa đi, thế anh lấy cái gì mà chữa? Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đằng này bây giờ anh vay giờ 200 mấy chục triệu. Không, anh dài có 5 triệu. Tôi biết mẹ nó rồi, nhưng bây giờ là ông đang nợ 200 mấy chục triệu và tiền thật, ông hiểu không? Dạ. Tiền nợ bây giờ là tiền thật, chứ đừng có nói câu chuyện 5 triệu ban đầu nữa. 5 triệu. Dạ. Vì cái thời gian vay lâu và vì lãi suất cao nên giờ 200 mấy chục triệu, anh hiểu chưa? Dạ. Chứ bây giờ lúc nào mà tôi vay có 5 triệu. Vay 5 triệu, ông đi trả mẹ nó 5 triệu là hết rồi. Làm đéo lên đến bây giờ đúng không? Dạ. Nhưng bởi vì ông đi vay của thằng này trả thằng khác, mà thằng đéo nào lãi cũng cao hết. Và thời gian vay nó dài. Chơi thì ông vay có 7 ngày là xong mẹ rồi. Chứ ông kiếm đâu mà nó lên như vậy. Đúng không? Dạ.
Bây giờ 200 mấy chục triệu cả một cái gia tài lớn, nguyên một cái nhà và một miếng đất chứ ít gì. Anh bây giờ có nhà cửa gì không? Hay là anh ở trọ ở thuê? Giờ ở trọ thế hôm qua ở ở cái gì? Bây giờ ở trọ, ý là bây giờ ở trọ thế anh có nhà cửa gì không? Anh có vợ chưa? Vậy thì bây giờ ba mẹ anh phải lo cho anh chứ. Bây giờ nằm xuống bị đau bị thương thì kêu ba mẹ đi vay đi mượn, hoặc là anh chị em bạn bè được cái danh bạ của anh ấy hàng ngàn người chứ, trong thế không lẽ không vay được 10 triệu, không lẽ anh vay được 5 triệu? Tôi không hiểu các anh nghĩ thế nào, cứ đâm đầu vô tụi áp này. Bây giờ mấy trăm triệu làm sao? Anh á thì tôi nói là anh thì không sao, nhưng bây giờ họ hàng anh này, bạn bè anh này, mọi người này, tôi nói thẳng bây giờ anh cũng chả có đủ tiền để trả nó đâu, anh đã tìm đến tôi á. Anh có thấy muối bỏ biển không? Muối bỏ biển ấy. Không có khả năng trả nữa thì bây giờ anh tính thế nào? Tôi hỏi anh bây giờ trước mắt là anh tính thế nào? Bây giờ lỡ đâu anh vay tiền đi đánh bạc sao? Ồ, anh nói không có làm sao tôi biết được, đúng không? Rồi bây giờ chuẩn bị cho tôi cái bệnh án là một, được chưa? Bây giờ anh nói anh bị cái chân đúng không? Tai nạn ở trong công ty thì tai nạn thì anh phải đi chữa bệnh chứ, đúng không? Chuẩn bị cái giấy tờ đó cho tôi là một. Rồi anh lấy bút anh liệt kê từng app một cho tôi, app tên gì, được chưa? Anh vay bao nhiêu và thực nhận được bao nhiêu, ngày vay là ngày bao nhiêu và trả là ngày nào, được chưa? Là từ hồi đó tới giờ luôn á anh. Bây giờ anh nợ thằng nào bây giờ á, là anh tính thằng đó thôi, được chưa? Làm đi, rồi chuẩn bị xong rồi khi nào làm xong gọi lại số này cho tôi nhé. Cái bệnh án của em là giờ nó nằm ở nhà mà em, giờ em làm ở dưới đây nó xa anh không có. Ủa, chứ anh ở nhà anh không có bạn bè hàng xóm hả? Bố mẹ anh không có hả? Người nhà không có xài cái điện thoại mà đi Tôi đâu có cần người nhà anh xài điện thoại. Thế người nhà anh biết cầm nắm không? Cầm cái đó đi ra ngoài, không có nhờ người này thì nhờ người kia chụp gửi qua cho anh chứ. Làm gì mà khó khăn vậy? Anh hiểu không? Khi mà muốn thì chăng sao cũng hái được thôi, tôi nói thẳng như thế, còn không muốn thì chịu. Còn không có thì anh đang nói dối tôi, mà nói dối thì tôi không không có làm giúp anh đâu nhá. Mà anh ơi, cho em hỏi nhé anh. Bây giờ nó điện thoại từ hồi sáng tới giờ điện Thay vì bây giờ anh hỏi á thì anh lo làm liền đi và gửi sớm cho tôi nhá. thoại. Dạ, gửi qua Zalo hay sao anh? Anh làm xong anh điện cho tôi. Dạ, điện số này đúng không anh? Ừ. Dạ. Làm liền đi nhá. Dạ, anh làm liền. Một ngày á mình nhận khoảng tầm gần 20 trường hợp thế này. Hở một cái là điện thế này. Mà đây là qua đặt lịch ấy nha. Qua gọi, đây là thông qua cái số 0833 014 014. Như cái anh này là anh trả tôi 300 nghìn này. Thì lát nữa là khi mà anh tổng hợp xong, tôi sẽ cho anh ấy một cái phương án. Cái trường hợp mà cái phương án của tôi anh ấy không làm được, anh ấy có thể nhờ tôi. Ví dụ như thế. Thế tôi nói thông qua câu chuyện kia, câu chuyện này các anh chị thấy không ạ? Bây giờ người ta đòi nợ tinh vi lắm các anh chị. Tôi ngồi đây tôi nghiên cứu cả ngày. Tôi sử dụng công nghệ IT các kiểu luôn mới ra được vấn đề. Thôi, xin phép video này ngang đây. Chúc anh chị một ngày mới tuyệt vời. Coi và chia sẻ đi. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các anh chị ở video sau.